Như clip trước các bạn đã thấy, mua nhầm găng trái đất. Găng 88 mua thành công. Và con đệ tôi là đệ Namus. Sư phụ thì xài Seth Thiên Sinh Hành nên chả cần cái găng trái đất đó. Và tôi đã mất đi 2 tỷ vàng. Tuy nó không nhiều nhưng thật sự là ngu người. Chỉ số IQ của tôi nó cao nhất cái ngọc gồng này, điểm từ trên xuống dưới. Và giờ thì vào clip mới, mua găng quý diệt mới, cải găng thứ hai cho nở ra 9D. Vào clip, chào mọi người và chào mừng, tôi cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel nhỏ bé của nhân sinh trai. Thì hôm nay còn mẹ nó, nhìn cái găng là ứ máu rồi. Này cây thật sự anh em ạ, cây thật sự anh em ạ. Hôm nay sẽ cầm 2 tỷ vàng đi mua cái găng mới nữa. Lại là set đồ như cũ. Chắc chắn set đồ này sẽ đi cùng mình rất là dài luôn. Cứ mua 2 cái găng quý diệt là mất 1 triệu. Vì một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta, nên Nhân quyết định cầm 2 tỷ vàng đi mua cho nick nở tờ 9D nữa. Tương lai thì nick này sẽ là nick BK11 khá là bá đạo. Nói về BK11 thì ai dám BK với Seth Thiên Sinh Hăng. Dù bạn là Seth gì, đánh ngập mồm nhé. Còn mẹ nó, like video giúp mình cái đi. Nhầm chuẩn bị mở, chuẩn bị mua nè. Trời ơi, lại là thằng Bill này, Bill khốn nạn. Thằng Bill màu tím này chắc nó chạy mặt mình rồi. Độ má có thằng nào đi mua găng cho để Namus lại mua găng trái đất không? Anh hai à, ngu quá đi. 100% là không nhầm rồi. 2 tỷ vàng, 8k6. Liệu số phận nợ từ 9D có thay đổi hay không? Lựa Nam Mô 2 tỷ vàng ra đi rồi. Là một thằng đàn ông, gơi đầu chứ không được gơi lệ nhá. Đừng có ra ơi. Con để xem, để VIP lắm. Để này là chỉ số full rồi. Găng ra gì đây? Cái gì đây? Đi. Trời ơi, cái gì thế này? Còn mẹ nó. Đây mình sẽ tính sao? 8k8 làm 8 trừ cho 8k6 chia cho 8.6. Trời ơi, 3%. Trời ơi, 3%. Fuck you.